Cái này con hỏi con xin lỗi bà nha. Đám cưới xong cái động phòng chắc không vui quá rồi bỏ không đi không vui, đúng rồi, không vui. Không vui. Không vui. Khổ sở quá, cũng chiều đêm động phòng. Xong rồi bữa sau đi luôn. Bữa sau đi luôn. Bà bây giờ con hỏi nè. Đêm động phòng đó. Rồi ai nắm tay ai? Không có ai nắm tay ai. Rồi sao động phòng nắm tay, sao động phòng? Nắm tay gì như đàn ông mà ví dụ như cái mò mẫm này kia rồi vuốt ve rồi sao là mình con gái mình chịu sao nổi, con gái mình chịu sao nổi. Đó vậy đó thôi. Chịu không nổi cho nên không có yêu nhưng mà không yêu nhưng mà chịu không nổi nha. Con xin phép mời ông bà ạ. Con chào ông bà. Chào ông bà. Rất vui chào đón ông bà đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời ông bà. Dạ, bà ghé qua tệ xá. Dạ. Dạ. Dạ đây đây ạ. À. Xin mời ông uống trà. Dạ, mời bà. Cảm ơn. Ngôi nhà tình trăm năm rất là vui và hạnh phúc khi chào đón ông bà đến với chương trình ngày hôm nay. Mời hai con. Dạ. Ông bà có thể giới thiệu về tên tuổi của mình cho khán giả truyền hình được biết ạ. Bác là Chu Văn Mùi, 86 tuổi. 86 tuổi. Còn bà Trương Mỹ Hòa, sinh nhận 137, quận 1. Dạ. Ông bà kết hôn với nhau được bao nhiêu năm rồi? Là kết hôn hồi năm 16 tuổi. 16 tuổi, 17 tuổi có con. 16 bà kết hôn hả? Cái đó lâu rồi nha bà con. Lâu lắm rồi. Cả đó năm... là vẫn được cho phép đó mọi người. Bà lấy chồng năm 16 tuổi. Ông năm đó là 18 tuổi. 18 tuổi. Như vậy là họ đã kết hôn 60 năm. Em ơi, 60 năm, 60 năm cuộc đời. Ông bà ơi, bây giờ mình quay ngược trở lại 60 năm trước. Cái ngày đầu tiên mà ông bà gặp nhau á, rồi ông bà ấn tượng với nhau như thế nào? Lúc đó tôi ở Sài Gòn là pastor. Quận mấy ông? Ông quận nhất, ba quận nhì, Trần Quốc Khải, Tân Định là quận nhì. Dạ. Cái mỗi năm là có cái lễ hội trong việc ái hữu á. Cái khi mà cái lễ hội tan rã gặp nhau, tuổi trẻ chỉ chào nhau thôi. Gia đình, bà con tới nhóm cưới hỏi. Ủa nhưng mà chào nhau cái sao mà sao tự cưới nhiên hỏi được chào, không? Chào một cái đi qua cưới luôn hả? Dạ không, chào nhau rồi ba gia đình mai mối. Không phải. Có để ý gì không? Ông cũng nói không phải đó. Cháu. Mới chặt lắc à. Cháu. Sao bà? Phải không? Dạ. Đi lễ hội đó, hồi đó cúng đình đó, là cũng như là cúng rằm tháng 7. Trong cái hội đó bác mới đi đem bưng đồ ăn từ bàn từ bàn. Là bà má nuôi dẫn ông Mùi này đi. Nó nói à, tôi có cái thằng con nuôi này tôi giới thiệu cho bà này. Đó à. Vậy gặp nhau vậy thôi. Thì thấy ổng cũng đẹp trai. Rồi về đó thì ổng cũng đi xe đạp, tôi đi xe đạp tôi mới gặp ổng. Thì tôi quắt ông này này, ổng mới theo luôn tới giờ. Ổng mới theo luôn tới giờ. Trời đất ơi. Quắt cái là theo, quắt cái là theo đuổi lâu lắm. Ông ưa theo đuổi lâu quá. Rồi bà già mới thấy thương hại. Ông nói thôi bây giờ mày chịu ở rể tao gả cho con gái này. Đó, ổng chịu ở rể. Thấy chưa, bà nói hay không? Chỉ có cái ngoắc thôi mà theo nhau cả cuộc đời luôn. Nhưng mà hồi đó là bác không có thương. Tức là bà không có thương. Ông bà không chịu à. Không có chịu, bố bỏ đi. Rồi bà bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi. Trời ơi. Cái bà già bà khóc lóc quá. Bà nói mà bỏ nhà tao đi đó thì tao sẽ chết trước mặt mày mà không chịu. Thì bỏ đi. Hồi xưa mà con gái cũng tự ái lắm, cũng giữ danh dự lắm chứ. Hồi mới 16 tuổi mà cái đi thưa tùm lum hết lên đăng báo. Cái người bạn mới nói trời ơi bà đi về đi, để cho bà già bà chết lên chết xuống nè. Ở nhà ổng đi tìm tùm lum hết. Hồi đó 16 tuổi là cũng tính ham chơi, ổng tưởng là đi ca sĩ rồi theo nghệ sĩ này kia.
ông tới bà không chịu bà bỏ đi, ông có buồn không ông? Trời ơi, đòi tự dẫn chứ, đòi tự dẫn chứ. Buồn chứ còn nó thật ra không không có tự dẫn, là chỉ buồn thôi. Buồn thôi hả? À, buồn thôi chứ. Nãy bà nói kìa. Nãy người ta nói muốn tự giận luôn kìa. Tại người ta nghe tự giận nên người ta mới cưới đó. Bây giờ nói vậy chứ ổng cũng quên hết rồi. Ổng nhớ. À, cái chuyện từ xưa thì được con gái nhớ hơn. À, con gái nhớ hơn. Phải không? Vậy, vậy đúng đó. Hơn mà nhớ đúng hơn. Sao có đám cưới. À. Cái bỏ đi lần nữa. Vâng. Sao đám cưới là đi lần nữa? Bỏ đi lần nữa ra Phan Thiết. Sao vậy? Thì đám cưới không thương mà. Chưa động phòng luôn là đi rồi. Có. Có động rồi. Có nói thiệt chứ. Cái này con hỏi con xin lỗi bà nha. Đám cưới xong cái động phòng chắc không vui quá rồi bỏ không đi. Không vui, đúng rồi. Không vui. Không vui. Không vui. Khổ sở quá cũng chiều đêm động phòng. Xong rồi bữa sau đi luôn. Bữa sau đi luôn. Bà bây giờ con hỏi nè. Đêm động phòng đó. Rồi ai nắm tay ai? Không có ai nắm tay ai. Rồi sao động phòng nắm tay? Sao động phòng? Nắm tay gì như đàn ông mà. Ví dụ như cái mò mẫm này kia rồi vuốt ve rồi sao là mình con gái mình chịu sao nổi. Con gái mình chịu sao nổi. Đó vậy đó thôi. Chịu không nổi cho nên không có yêu nhưng mà không yêu nhưng mà chịu không nổi nha. Thở chở cũng là thương bà già cũng chịu nhưng mà đám cưới rồi nhưng mà nghĩ lại tới giờ bỏ đi lần nữa gạn nói thôi ông đưa tôi đi lên lấy quần áo tôi đi lấy quần áo rồi tôi sẽ trở về rồi ở nhà người chị thứ năm á mùi ơi mùi mày nghe lời con Sáu cho nó bỏ đi luôn đó. Cái lúc bỏ đi đó là thời kỳ là năm tư cuối năm 14 tôi đi lính đi tìm cho bỏ buồn bỏ đi vậy đi đó. Ở tù à ở tù mấy tháng tù nghiệp vậy yêu mà bà phải bỏ đơn vị đi mới ở tù theo đuổi quá khổ sở quá nó thương hại trở về đó vậy thôi vậy là tình đơn phương đó. Cái lúc 54 thì bà có bầu lớn rồi không cuối hả? Năm tới 7 55 đầu tháng 55 tới cuối tháng 55 mới sinh thằng thứ hai. Sao mà anh không nhớ vậy? Anh ơi quên á, chuyện gì cũng quên á. Sao tôi có bầu mà tôi bỏ tôi đi rồi ai nuôi tôi? Cái bầu đó ai nuôi? Bà trở về thì mới có bầu chứ không phải là có bầu trước rồi đi. Phải rồi đúng nếu rồi. Nếu có bầu trước ai dạy gì đi? Đúng rồi. Ai nuôi? Ai dạy mà đi phải không? Giang trừng. Giang trừng quá. Tức là lúc đó bà vẫn chưa yêu luôn. Chưa yêu. Rồi đến khi nào bà mới yêu ông? Yêu thì không có yêu. Không yêu luôn. Theo đuổi mình khổ sở quá. Đau khổ quá. Lần lần cũng có nao nao lòng. Cũng thương thôi chứ không có yêu. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Ông bà có mấy người con? 8 đứa. Trời ơi không có yêu đó. Không, để nói cho nghe, không phải là yêu mà có con nhiều đâu. Dạ. Khi sanh một thằng đậu lòng đó, tới 4 năm tháng sau có một lần thợ lộng có bầu. Có một lần là có có bầu. Năm nào cũng vậy. 4 năm tháng sau sinh xong rồi 4 năm tháng sau một lần là có bầu. Trời vậy là 8 đứa 8 lần. 8 đứa là 8 lần đó. Lấy 18 tuổi 30 tuổi 8 đứa. Trời đất ơi, ta gọi là mắng đẻ đó. Mắng đẻ không phải cái chuyện không phải mắm đẻ đâu nè. Kêu bằng cái gì đây nè? Kêu cái gì đó? Đi đụng đầu giường. Đi gì? Đụng đầu giường cái là đẻ. Đúng rồi. Bà xã tôi tuổi dần, tôi là con heo. Bởi vì cái khắc khẩu nó có cái chuyện kỳ kỳ lắm. Bây giờ tôi ngắt lời ông. Thấy không? Tôi ngắt lời ông. Hồi đó mới đầu á, không chịu. Bác mà hỏi vậy bây giờ tôi tuổi dần, dữ dằn lắm. Ông có chịu nổi tuổi không? Tôi chịu hết. Bằng lòng chịu hết. Bây giờ bà có đi trước, tôi đi sau, tôi cũng chịu. Hồi ông nói vậy đó. Bây giờ mà bà có con á, tôi giữ con cho bà đi coi hát cũng được. Nhưng mà đúng, hồi đó có một đứa, hai đứa rồi tôi đi coi hát á, thì ở nhà ông giữ con. Rồi ông đi coi hát, tôi ở nhà đi giữ con. Mới sống tới bây giờ. Không sao, không đi đôi rồi bà, không bao giờ hai người đi coi hát. Không chịu, tại vì tôi
không thương ổng, tôi mới bắt buộc ổng bằng lòng như vậy, từ tôi mới lấy ổng. Trời đất ơi, tội nghiệp ông không? À, ông bây giờ ông kể một cái một vài cái ví dụ mà thể hiện cái sự gian khổ của ông nữa đi. Anh khởi đi. Bà làm gì ông? Lấy vợ, khi vợ chồng với nhau không bao giờ vũ phu quánh vợ, không bao giờ chửi vợ. Vũ phu chứ, ổng có chánh, ổng có lách tôi nhiều hai lần nữa. Nói là nói vậy chứ, sanh hai đứa rồi, quánh tôi một lần. Thế bà vợ vợ mà nói, mày quánh vợ mày thôi, tao đuổi mày đi. Đuổi đi ở năm, ra ngoài đường. Ở ngoài đường á? Ủa sao, nhưng mà lúc đó sao đánh, hai người cãi nhau dữ lắm không? Người đàn ông lấy vợ trong gia đình, không bao giờ vũ phu. Chỉ biết hồi còn tuổi trẻ mà, làm sao có sự nóng nảy. Nhưng mà mình thấy cái sự nóng nảy nó không có hay, là từ bỏ luôn. Từ bỏ cái sự đánh vợ. Ông có xin lỗi bà không? Không. Cái chuyện xin lỗi đó là mình soi dịu một cách khác đối với người đàn ông như đối với vợ. Lấy một cách nào đó bù đắp. Mình dịu là một cái sự ga lăng. Ông ga lăng nhiều không bà? Có ga lăng nhiều lắm. Không. Ga lăng nhiều với chiều chuộng. Có chiều chuộng nó mới thương tới bây giờ. Đó. Đúng là hai người này khác khẩu nè. Dễ gây lộn lắm ha. À, dễ gây lộn. Nói cái gì cũng gây lộn. Tôi mà nói gà thì ổng nói vịt. Nha, người không gây lộn sao? Ông có nhiều lần làm lỗi nhiều, không? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Hỏi kể. Hỏi kể thôi vậy thôi được rồi. Để con với ông đi qua đây chút xíu. Dạ. Con với ông qua đây. Bà nói ông với bà, ông có nhiều làm lỗi với bà lắm. Mình qua đây mình tâm sự cái đó đi. Đây là cái ba để ông nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Đó, cái ba có thực đơn uống nè. Trở lại thanh xuân, trăm năm hạnh phúc. Ngày ấy và nay, tuổi mộng xứ hoa, mực tím tình khúc vàng. Ông muốn uống loại nào? Cái này rượu hả? Dạ không, thức uống thôi. Cách thức uống hả? Dạ. Muốn tìm lại trăm năm hạnh phúc. À, trăm năm hạnh phúc. Hình như là các thực khách thích uống là trăm năm hạnh phúc lắm. Đây dạ, nó ngọt ngào lắm không? Trong đó nó cũng có đôi khi cái hương vị nó dịu dàng, nhưng nó cũng có chút đắng cay. Dạ, con mời ông. Cảm ơn con. Dạ. Mặc dầu là ngọt ngào nhưng mà nó qua một thời gian thấy nó nhiều cũng cay đắng. Cay đắng, dạ. Con hỏi là bà có tật xấu nào mà làm ông không thích đâu? Bởi vì hồi lúc cái vũ phu đó là gì? Phải gian dối mình, phải đi học, phải đi nhà học nghỉ đầm. À. Cho nên mình đi theo dõi, bực tức. Ủa nhưng mà nhảy đầm là vui mà ông tốt mà, sức khỏe mà, sao mà không cho? Bởi vì mình cuộc sống của mình mới với nhau mà, đâu có phải như gia đình sang trọng mà sung sướng mà nhảy đầm. Hay là ông ghen, ông sợ bà nhảy đầm rồi ôm người nào đó, người ta ôm bà rồi ông ghen? Bởi vì người vợ mà đã học nhảy đầm vậy đó là mình biết ghen rồi, là không có chung thủy với mình rồi. Bởi vì học nhảy đầm anh nhảy anh sang sẻ cái đó rồi anh mê anh thấy anh phải bỏ liền. Học nhảy đầm là sang sẻ tình yêu thương của mình cho nhiều người khác, cái quên chồng ở nhà bỏ chồng đúng không? Trời ơi, rồi ông đánh bà mạnh không? Đánh bay bông đổ bông luôn. Một bạt tay thôi mà bay chiếc đồn. Thấy thương quá. Rồi sau đó ông ân hận không? Ân chứ sau này thôi không đánh. Là vì cái tuổi lúc đó bà có đô mưu. Ông thương bà quá mà sao đánh bà vậy? Thương nằm một lẻ. Nhưng mà cái sự ghen tương nó khác. À. Bây giờ mình thấy có nhiều khi tao còn tối tân hơn nữa. Tối tân hơn nữa. À, ngoài cái đó ra không có gì vậy. Bà không có xấu gì nữa. Có gì hết rồi sau này bà bỏ luôn. Ông yêu bà điều gì nhất ông? Bởi vì hồi xưa thương nhau trước nhất là ai cũng vậy, sắc đẹp. Sắc đẹp, bà đẹp lắm ha. Hồn trẻ đẹp chứ. Hồi xưa mặc dầu là yêu, nhưng mà vì cái xã hội lấy nhau ăn cái tiền phụ cấp, trợ cấp vợ con, cho nên phải sống với nhau, đeo đuổi nhau. Nếu mà thôi nhau rồi á thì cái tiền đó không có. Trời đất mất. Vậy là sống với nhau vì cái tiền trợ cấp ông hả? Trợ cấp chứ. Nếu mình ly dị là mình không có tiền trợ cấp? Không có. Trời đất ơi. Giờ không biết sao có cái chế độ đó được ta.
thôi cũng nhờ cái cuốn sổ tiền gì đó, tiền trợ cấp đó, trợ cấp mình có 8 đứa ha. À, bây giờ hạnh phúc nhất đó, con cái nó vẹn toàn. Dạ. Con cháu đầy đàn. Đầy đàn. Ông ơi, nãy con nghe bà nói á, là ông có rất nhiều lỗi lầm với bà. Vậy thì ông có nhớ là ông có những cái lỗi lầm nào cụ thể với bà không không? Ông có say nắng một cô nào đó, có một mối tình nào nó ở bên ngoài không không? Không. Ở rể đi về cái gia đình rồi thì đâu có suy nghĩ mà muốn người này người khác được. Không có mơ một bóng hồng nào hết trơn. Không có mơ được. Rồi có cô nào mà theo đuổi ông không? Ừ, cũng có nhiều người chứ. Nhưng mà mình lúc đó đâu chỉ nghĩ với người vợ thôi. Dạ. Vậy thì ông đã chọn đúng thực đơn uống trăm năm hạnh phúc. Mời ông. Cảm ơn con. Dạ. Ông nghỉ ngơi uống cảm nhận đi ông. Để bên kia bà nói chuyện với Ngọc Lan. Bà ơi, nãy giờ bà nghe cái câu chuyện của ông chia sẻ rồi đó, bà thấy cái chỗ nào không đúng nè? Không đúng hết. Không có cái gì đúng hết hả? Ông nói là ông không có cái bóng hồng nào ở ngoài hết, là có đúng không? Không đúng. Vậy... có nhiều bóng hồng. Nhiều hả? Ờ, nhiều là nhiêu? Nhiều là 400 lần. Trời ơi. Mới đây nữa. Mới đây, mới tức mới thì. Mới đây không. Hồi 45 tuổi à. À vậy hả? Ờ. Bà có nhớ hết những cái bóng hồng mà đi ngang qua cuộc đời ông không? Nhớ chứ. Đầu tiên sao mà bà phát hiện ra? Đầu tiên là ở Đà Lạt. Dạ. Ông mới có 24 tuổi. Dạ. Bữa đó ông coi cái phim Người Lấy Ma. Đi coi phim chung. Ừ. Cái bữa đó ông mới mời cái con đó sáng ngày mai đi chụp hình. Con đó từ chối. Cái ông mới buồn ngủ không được. Ông mới than thở, ông mới cái làm cái câu thơ mà buồn tình ai thấu trời trắng lên đó. Dạ. Ủa sao cái ông này lại không có đêm nay không ngủ mà lại làm thơ đi tới đi lui. Cái xin nghi rồi. Cái hạch ra mới ổng mới kê khai. Con đó là con quê. Dạ. Nó người Quế. À, ở cùng... quê người Quế. À. Nhiều lắm. Bây giờ ngồi kể là chắc kể tới sáng luôn đó. À, kể tới sáng đúng không? Trời ơi, vậy là hồi nãy ông không nhớ rồi cho nên ông là ông không nhớ quên rồi. Dạ. Rồi bà bực không? Bực chứ. Mới đòi ly dị đây, 70 đây đòi ly dị. Trời đất ơi. Đòi ly dị bà hoài. Lý do làm sao mà đòi ly dị? Nói không hợp nha. Cả nhà hoài nói bà vì tiền, bà sống với tôi vì tiền. Mà hồi đó giờ ông có làm, có đưa tiền tôi đâu mà làm vì tiền. Bây giờ là ba mặt một lời nè. Ba mặt một lời, nãy giờ nghe kể mà cũng khó chịu thôi. Đưa ông qua ba mặt một lời đi. Hồi nãy hỏi ông á là ông không có mối tình nào, không có làm gì sai với bà. Nhưng nghe bên bà kể nó ông có ba mối tình. Sơ sơ bốn người. Bốn người, có không ông? Cái tuổi mình còn cái thời xuân đẹp trai, thiếu gì người thương. Nhưng mà mình thấy không có thể thương được. Bởi vì mình còn cái trách nhiệm con cái mình nhiều, cái bổn phận. Mà có không? À, có không? Mà có không? Có không? Mà hỏi anh có không? Mà anh nói còn thương. Tại tôi làm thinh. Rồi người ta bỏ ông. Ông mới trở về gia đình. Mà có không? Mà có không? Có chứ, ông nói có. Cái chuyện mình tình yêu mà lắm lúc này kia nọ. Làm sao khỏi? Bởi vì làm trai mình đẹp trai mà thiếu gì tha thương mà không để ý. Tôi nói nhưng mà hồi nãy anh kể với Quyền Linh là anh không có ai hết. Anh kể chặt quá khịch, chặt quá khịch. Ông chuyện là lương tháng này kia không được. Là chặt quá khịch rồi. Ông bà đúng là khắc khẩu. Nhưng mà rất thương nhau. Rất thương, khắc khẩu nhưng rất thương nhau. Mà bây giờ con hỏi ông là lý do sao mà cứ năm đòi ly dị lần vậy? Năm vừa rồi tôi nói bà. Mới năm vừa rồi để ly dị nữa. À, ly dị nữa. Trời đất ơi. Cái lộn khắc khẩu nó này kia. Không, bà nói vậy chứ năm 55 đau gần chết, mổ hai cuộc giải phẫu gần chết là ở đó mà yêu. Bận đi mổ, chúng ta đâu có đòi ly dị. 55 là mổ sạn, yeah. Nằm ở An Sinh. Rồi sau hết sang mổ rồi là bệnh tiến triển liệt. Một năm mà phải giải phẫu hai lần. Nhưng đâu mà rồi mà ghen là thôi. Tôi với anh cãi lộn nhau.
Rồi anh không nghe lời, nói tôi với bà ly dị. Bà đi ly dị đi, tôi muốn ly dị bà. Mà anh đi, đâu có nhớ. Mà ly dị vậy? Anh quên. Đừng cãi nữa, cãi hồi ông giận lên, nói ly dị ngay đây luôn vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là khắc khẩu nhưng yêu nhau. Nói ly dị thôi chứ đâu. Ly dị yêu mà, thôi ly dị đi. Nhưng mà trong lòng không có muốn. Đúng không ông hả? Đúng không? Bây giờ mình lớn tuổi rồi. Hồi 6-70 tuổi, 70 tuổi thì nhịn rồi, không có cái lộn nữa. Dạ. Thì bây giờ ông có nói rồi, ông đòi đi dị này kia thì nói à, ông đi dị thì ra tôi phường tôi ký. Rồi từ hồi rồi cũng vui vẻ hết. Mình không có tranh cãi nữa, khắc khẩu nhau là biết rồi. À. Bây giờ mình xem hình ảnh của con cháu đi, lấy đó cái làm cái niềm vui để hai ông bà không có cãi nhau nữa. Xin mời ông bà nhìn về màn hình. Con nhớ hồi nhỏ, mỗi ngày được ông ngoại chăm sóc, đưa con đến trường suốt những năm mẫu giáo và tiểu học. Bà ngoại tuy buôn bán cực khổ, nhưng vẫn dành cho con những đồ ăn khi bán về. Tuy chồng con là người nước ngoài, không hiểu nhiều về phong tục tập quán của người Việt, nhưng anh ấy hiểu rằng ngoài tình thương dành cho mẹ con, còn dành cho ông bà ngoại. Đó là lý do tụi con chọn ngày làm đám cưới của tụi con tại Sài Gòn. Hai con kính chúc ông bà ngoại luôn dồi dào sức khỏe và luôn bên nhau nhau. Chào ba má. Ba má khỏe không? À, bên này tụi con cũng khỏe. Lâu lắm không gặp ông nội bà nội rồi. À, con cũng nhớ mọi người ở Việt Nam. Nắm cũng nhớ nè, nói hello nè. Con cũng mong được sớm phải được về Nam để thăm mọi người trong gia đình. Con nhớ hồi xưa con thích những lần ba má cãi nhau, và sau những lần cãi vã đó là những trận cười hạnh phúc của ba má và của tụi con. Ngày xưa thực sự nhà mình không khá giả gì. Con nhớ ngày xưa má phải đi bán hàng rong, bán trà đá và bán phụ tùng xe đạp trên dọc đường Phạm Văn Hai. Ba thì đi làm công nhân. Mỗi chiều về ba hay đi đón má bằng chiếc xe đạp của mình. Và cái cảnh con nhớ, luôn luôn nhớ là ba chở má trên chiếc xe đạp. Phía sau má ngồi với một cái nón lá, và một tay thì cầm một cái túi ni lông, trong đó đựng đầy thức ăn cho tụi con. Không biết ba má còn nhớ không, thì những ngày đó thì tụi con sau giờ đi học về thì con với anh Sáu thì đi lãnh vé số đi bán rong. Anh Năm thì lại đi làm công cho nhà người ta. Anh Ba cũng vậy. Chị Tư thì đi dạy ở Củ Chi, đôi khi ở biên giới Tây Nam. Còn thằng Út thì cũng đi bán hàng, đi bán thuốc lá dạo. Nhà mình khó khăn như vậy, rất là khó, rất là khổ. Nhưng mà không bao giờ vắng tiếng cười. Tụi con thấy vui nhất là những lúc ba má cãi lộn nhau. Tại vì mỗi lần ba má cãi lộn nhau, thường nhà người ta, cha mẹ cãi lộn, con cái nó khóc um sùm mà. Còn nhà mình, ba má cãi lộn thì tụi con hò hét. Tụi con còn khuyến khích ba má cãi lộn. Bởi vì tụi con biết rằng là sau những trận cãi lộn đó là những nụ cười hạnh phúc của cả gia đình mình. Rồi cùng nhau ngồi ăn bánh trong cái căn bếp nhỏ nhỏ, mở nhạc lên, ba nhảy đồng với má, tụi con nhảy theo. Con thì không sống trong gia đình cũng từ lúc nhỏ rồi, tại con phải theo bà ngoại về Sài Gòn. Mà cũng có lúc là con nghĩ rằng là ủa, tại sao có một mình về Sài Gòn, còn mọi người được sống trong cái ngôi nhà, cái sự yêu thương của ba má. Nhiều lúc con cũng trách ba má như vậy. Nhưng mà lớn lên con mới biết rằng để sinh ra một đứa con, để nuôi nó và để cho nó trưởng thành đã là một khó khăn. Còn đằng này ba má vừa khó khăn vừa nghèo, phải nuôi 7-8 đứa con. Đó là một thử thách rất lớn. Đối với con, đối với tất cả anh em trong gia đình, ba má là một tài sản vô giá nhất. Sao giờ tự nhiên con thích ông bà cãi nhau quá nha. Con thích mấy lần ông đang nói là bà quay qua. Không đúng đâu. Nói vậy trật lất rồi. Con thấy ông bà là cãi nhau, nhưng mà cái cãi nhau đó là cái một cái niềm vui. Nói nè, anh Nhàn anh nói đó, mỗi lần con cháu thấy cha mẹ cãi nhau là hò hét cổ vũ. Cãi nữa đi. Bởi vì con cháu biết rằng là sau cái chuyện cãi nhau đó là ngập tràn hạnh phúc trong gia đình. Cảm ơn ông bà rất là nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Con xin thay mặt chương trình cảm ơn ông bà đã tham gia chương trình, và hy vọng rằng là
sau chương trình này ông bà tiếp tục cãi nhau nữa. Cãi về cái lát cãi nữa cho con.